tuyển tập mẹ kể bé nghe, truyện cổ tích vịt con xấu xí. Trong một khu rừng nọ, có một cô vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài, kêu quạc quạc, vịt mẹ vui lắm. Nhưng vẫn còn một quả trứng lớn nhất ở trong ổ vẫn chưa nở, thế là nó lại nằm xuống ấp tiếp. Bác vịt già đi ngang qua, hỏi vịt mẹ, này, cô đang làm gì ở đấy thế? Con của cô đã nở hết chưa? Vịt mẹ nói, vẫn còn một trứng chưa nở chị ạ. Bác vịt già bèn đi tới xem quả trứng và nói, quả trứng to thế này, chắc chắn không phải là trứng của cô đâu. Không chừng lại là trứng gà Tây đấy. Vịt mẹ nghe lời bác vịt già nói thì đâm bán tin bán nghi. Bác vịt già lại nói, tốt nhất là cô cứ mặc kệ nó, mau đi dạy lũ con của mình bơi lội đi. Không, tôi nhất định phải ở đây. Nói xong, vịt mẹ lại nằm xuống cái ổ của mình. Vài ngày trôi qua, quả trứng cuối cùng cũng nở. Con vịt này vừa to vừa xấu quá đi mất. Vịt mẹ nhìn đứa con của mình rồi thốt lên, chẳng lẽ nó đúng là con của chị gà Tây? Vịt mẹ bắt đầu nghi ngờ. Ngày hôm sau, vịt mẹ dẫn các con của mình đến bờ ao. Vịt mẹ nhảy xuống ao trước rồi các chú vịt con lần lượt theo sau. Chú vịt con xấu xí cũng theo các anh chị nhảy xuống ao và bơi lội. Vịt mẹ nhìn thấy thế, nghĩ bụng, tốt quá rồi, nó biết bơi kìa, vậy là không phải con của chị gà Tây. Tuy nhiên, một việc không mong muốn lại xảy ra, đó là các anh chị thấy vịt con xấu xí quá nên suốt ngày chế giễu nó, gọi nó là vịt con xấu xí. Vịt con luôn bị anh chị bắt nạt, cứ nhìn thấy nó ở đâu là chúng lại đuổi đánh, mổ nó tới tấp. Ngay cả cô bé chủ nhà thường cho vịt ăn nhìn thấy vịt con xấu xí cũng đá nó sang một bên chỉ vì nó xấu xí quá. Chú vịt con tội nghiệp chỉ còn cách trốn vào trong góc tường, khóc tấm tức một mình. Một ngày nọ, nó quyết định bỏ nhà ra đi. Trời tối, nó đến một đầm lầy, dưới đầm có rất nhiều vịt trời đang bơi lội. Vịt con vừa đói vừa mệt, nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, các chú vịt trời phát hiện ra vịt con, chúng bay đến chào hỏi người bạn mới. Vịt con liền kể cho chúng nghe câu chuyện của mình. Chú vịt đầu đàn tỏ vẻ thông cảm, nói, bạn rất xấu xí, nhưng chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu, bạn có thể ở cùng với chúng tôi. Thế là vịt con xấu xí ở lại đầm lầy với đàn vịt trời mấy ngày. Một hôm, khi vịt con xấu xí đang bơi lội với các bạn vịt trời thì có hai chú chim nhạn bay ngang qua. Bỗng nhiên, có tiếng bằng bằng vang lên, hai chú nhạn rơi xuống bụi lau sậy, hóa ra là chúng bị trúng đạn của thợ săn. Vịt con xấu xí sợ quá, khóc òa lên, nó không dám ở lại đây nữa. Thế là nó chào các bạn vịt trời và lại bắt đầu quãng đường lưu lạc của mình. Chập tối, nó nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, trong nhà chỉ có một bà lão sống cùng với một chú mèo con và một chị gà mái. Bà ơi, cháu có thể ở lại nhà bà không ạ? Vịt con xấu xí mạnh dạn hỏi. Mắt bà lão rất kém nên bà cứ tưởng đó là một con gà mái béo. Bà nghĩ bụng, trời ạ, cuối cùng mình cũng có trứng để ăn rồi. Vì vậy, bà lão vui mừng nói, tất nhiên là được. Thế nhưng, 3 tuần đã trôi qua mà nó vẫn chưa đẻ được quả trứng nào. Vịt con xấu xí đành phải rời khỏi nhà bà lão. Lần này, nó đi đến một hồ nước. Khi mặt trời vừa mới ló rạng, có một bầy thiên nga xinh đẹp từ khu rừng nhỏ gần đó bay đến. Vịt con thốt lên, trời, đây là chim gì thế nhỉ? Đẹp quá! Mình chưa bao giờ được nhìn thấy loài chim nào đẹp đến thế. Nó thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó, mình cũng trở nên xinh đẹp như thế thì thật là tuyệt biết bao. Một lúc sau, bầy thiên nga bay đi mất. Không bao lâu sau, mùa đông đã tới, nước trong hồ lạnh cắt da cắt thịt, vịt con chỉ còn cách bơi qua bơi lại liên tục để không bị lạnh cóng. Một hôm, nó tìm thấy một đống cỏ khô và trốn ở trong đó suốt cả mùa đông. Cuối cùng, mùa xuân cũng tới. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, những chú chim sơn ca bắt đầu cất tiếng hót líu lo chào mùa xuân. Bấy giờ, vịt con xấu xí lại nhìn thấy có 3 chú chim thiên nga bay tới. Nó mừng rỡ giang đôi cánh và đập thật mạnh xuống đất. Bỗng nhiên, nó cảm thấy đôi cánh của mình khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Thế nhưng những chú thiên nga đã bay xa lắm rồi, nó không đuổi kịp được, chỉ biết nhìn theo và thầm nghĩ, nếu mình cũng xinh đẹp như họ thì thật là tốt biết bao. Nghĩ đến đấy, nó lại cúi đầu ủ rũ và đi xuống hồ. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy trên mặt nước hiện lên hình ảnh một chú thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy, đó chính là chú thiên nga trắng mà nó hằng ngưỡng mộ.
Những cô cậu bé đứng chơi bên hồ đều chỉ vào nó và khen, nhìn kìa, chú thiên nga trắng mới đẹp làm sao. Vịt con xấu xí kinh ngạc thốt lên, trời, thì ra mình không phải là một chú vịt con xấu xí mà chính là thiên nga xinh đẹp. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.